Athena này xin 50 nhiêu á. Cậu ơi Athena, tôi đừng chấm hỏi. 97 á. Tại sao có phải hỏi tuổi mới được? Ê, hỏi tự dễ xưng hô hơn. Tôi suy nghĩ chứ không phải là được rồi, hỏi tuổi thì còn phải thay đổi nữa mà. Nó là phải lịch sự mà. Xem 97 á. Cái trò nói chuyện một tí rồi hỏi tuổi chán. Chào cậu. Anh ai hỏi từ cậu ấy? Cái thằng xin Barbie á. Cậu nhá. Đi tới mắt đồ đằng đây xin. Đang hướng này. Chào các cậu. Đúng má mày. Ơ kìa, sao vô chửi? Không phải là quyết định chị thầy. Ồ. Mà sai nghe. Tôi có im lặng. Mà im lặng quá. Tớ phải bỏ tai nghe để tớ nói chuyện đây. Sao cậu? Ồ, cậu nha. Chào cậu nha. Trời ơi, cái mic. Ồ, tớ chào cậu nha. Ồ, mình nghe mà. Ồ, nhưng mà cái mic của tớ nó ngáo á. Nó có đấy không? Mic tớ á. Ngày mai tớ đi mua cái tai nghe, tớ về tớ nói chuyện với cậu tiếp. Mai dễ gì gặp mà nói chuyện. Hả? Mai dễ gì gặp. Trời ơi, cái mic ngu. Ý tớ là mai tớ sẽ mua cái tai nghe để tớ có thể nói chuyện tiếp. Ok nha. Mai tớ sẽ tìm cậu nói chuyện nha. Mệt quá. Tôi làm tin tiếp. Chủ quán ơi, tôi mua trà sữa. Cậu cho tôi trà đào được không? Chủ quán ơi, một trà đào, một trà đá. Cậu ra bên ơi. Ê, tính ra là cái bạn kia. Hello. Ông kia ông ngủ rồi. Sao máy đó hả? Ờ đôi năm có hai người nữa đâu. Mày đọc máy. Hai người riêng nhau rồi. Hai người nữa đâu. Trăm ca con đùi. Với cả nữ free cơ. Con ngàn thở cho người ta mày nói thế à? Ờ. Tớ mới biết là bạn kia nói được ấy. Tớ tưởng bạn ấy chỉ tướng treo thôi. Cũng như tớ để có bị tớ treo. Ờ đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Thì bạn nghĩ là cậu biết. Ờ, tớ xin lỗi. Xin lỗi. Trời ơi. Ờ. Thích thêm một tí tiền nữa. Vấn đề nói gì ở đây? Mọi người im lặng quá.
tao sao không nghe? Có, trời ơi. Tao sao không nghe? Ê, tớ tưởng hai bạn đi tán nhau. Tại rồi đó. Quá lâu. Quá, kìa sao kìa, chúng nghe mà. Nghe mà. Tina ơi. Gì đâu? Tina. Hả? Quá. Cái gì? Kìa. Cái gì? Tao không ai nói gì. Ok. Kìa. Quá. Chị nghe em nói không? À, ok. Tớ đây nói gì đây? Trời, hôm nay không có tai nghe không quen á. Bạn âm thanh chưa bật được máy. Tớ bắn nước cho các cậu nhé. Ờ, tớ mới chiếm được cái quán này, cậu muốn gì? Sao? Trà đá. Cậu uống trà đá ngoài vậy, viêm họng đây. Cậu mua uống một cốc nước trà rồi. Ok cậu. Cậu nghe chưa? Hello. Cậu có lạnh không? Trà nóng nghe cậu. Trà nóng nha. Mọi người nói một câu đi cho tớ tớ tự kỷ đâu, kiểu tớ cảm giác tớ đang nói chuyện mình ấy. Tớ không biết tớ đang nói cái gì nữa. Nước của các cậu này. Cậu ít nói thì cậu sẽ gần giống như tớ thôi. Hả? Bạn ở đây nói lại tớ nghe được không? Chạy tôi không biết bạn nào nói cả. Cái gì đây? Cậu mà ít nói thì cậu cũng gần giống như tôi thôi. Thành bộ sư. Nhưng mà mọi người im lặng quá. Nên là tôi không biết nói gì cả. Ôi, lại một người nữa rồi à? Đi hết chưa? Tôi theo cậu nha. Ngạc quá. Hello? Hello? Có thể chào tớ phát được không? Đâu đây cơ? Rồi. Thấy gì đâu? Mới lại là bạn im này. Ở đâu cơ? Bạn kia. Để nhường ghế cho cậu ấy. Thấy cái gì? Hai bạn muốn lên đây nói chuyện với tớ không? Đi. Đi, chúng mình lên đây nói chuyện. Đây nè, cậu ngồi về ghế đi. Tớ lấy nước cho. Ủa? Ngồi về đây. Ngồi về đây đi, tớ lấy nước cho. Hai cậu muốn uống cái gì? Chat được và tớ xem cho một chai nước lọc với ba ly đá. Trời ơi, sao cậu uống nhiều đá vậy, chỗ cậu ngóng lắm à? Chỗ tớ lục cậu ơi. Hả? Uống nhiều đá rất vơm họng lắm. Cậu không thử nào một cốc nước ấm to lắm ấy. Tôi quen rồi cậu. Uống nhiều đá không tôi đâu nha. Tớ hơn một uống trà đào không? Tớ cho tuần này trà sữa cho cậu nhé. Đi. Mày đã cậu chat một câu lúc nào? Tự kỷ mất. Nè. Chú sẽ ngủ. Tớ sắp điên rồi, các bạn ấy không bật mic lên, không nói một câu nào. Kiểu, tớ... Hai người kia cầm rồi. Có cậu ra bên này, cậu nói chuyện đi. Bạn ấy có thể bật mic lên nói chuyện với tớ đâu. Tớ tay với nhau thì mới hài chứ, bây giờ một đứa nói này kiểu cảm giác...
Mẹ cả tôi không đeo tai nghe nên là tôi cũng hơi khó chịu. Hello. Hello, sao? Sao vậy cả? Sao vậy cả? Hello. Có lấy cho tôi hai cặp bát mì nhá. Chờ tí. Tớ chơi đồ hàng với tớ không? Tớ nhiều đồ chơi không? Có bát tớ lấy 10.000 nhá. Tớ xem còn bạn nào không? Hai cậu không nói thì cũng phải chat đi chứ. Tớ mới biết là tớ đang làm gì chứ. Bây giờ tớ đang nói chuyện với một con điên ấy. Ôi tự kỳ. Thật là buồn. Tớ bị tự kỳ. Lấy thôi, tớ bị tự kỳ rồi. Sao ấy? Còn tớ đây mà. Hai bạn chứ. Nhưng mà hai cậu này bị gì rồi? Cậu dễ thương ấy. Tớ cần là hai cậu có thể nhắn tin cũng được, chat cũng được, tương tác với tớ. Hello chú ba nha. Hello. Chú có uống nước gì không? Cậu lấy chưa? Cậu ở đâu á? Tớ ở Hải Phòng. Ôi, giọng mặt nghe hay cậu. Hải Phòng không lòng vòng. Dạ đâu, tớ lòng vòng ấy. Tớ lòng vòng xua luôn. Tớ không biết nói gì cả. Chú ngủ đi, không để cho lấy cho chat cũng được nhá. Đi mọi người hi chú nha. Oh, chú muốn hát á? Mọi người muốn nghe hát không? Ra chú qua hát cho nghe. Cậu làm cái chuyện nào? Cậu biết hát không? Hả? Cậu hát đi. Tớ không biết. Ok à? Tôi đi tập hát rồi nhưng mà bọn tôi tệ quá. À không, tớ rất là tệ rồi, chuyện hát luôn ấy. Thật ra tớ từng hát được một bài rồi nhưng mà tớ không được, kiểu ngại, tớ gặp kiểu ngại để ra mắt luôn. Tớ rất tệ luôn ấy, tớ thẳng. Không biết hát hay nhạc, có muốn trà đá không? Có cái bạn để tớ đi, tớ sáng nghe chuyện này còn. Bạn á, tớ đi tớ đồng ý cho. Tớ không biết là vẫn được. Để tôi xem nào. Tôi gửi các bạn cho các cậu nhé. I like nè. Sao cậu? Tôi vừa gửi các bạn cho cậu. Ok cậu. À, phải đi đâu em Alex với nhiều người biết đó. Tôi không thể làm các bạn với lại cậu em mẹ. Tôi chủ phòng. Tôi gửi lời cho các bạn cho bạn thì bạn không ấy được là phải. Tôi gửi trước rồi bạn anh có yêu cầu ấy. Để tôi vào tôi xem nào. Tôi đang nát đồng ý ấy. À rồi nhá. Từ từ. Từ từ nhá. Ai ai đây không hết mà không có mic ấy, đá luôn. Không có mic á? Thái Hào, bạn cho thay em chứ, tại sao? Người quá người hơi chán rồi. Ở đây mọi người không có mic á? Tại sao lại không có mic nhỉ? Ông tạo còn 16 người, tôi đang tạo có 7 người. Tôi tạo đâu? Bạn cậu nhìn cái tên, chủ phòng đi với tên tôi xem có đúng nhau không? Để tớ ra tớ tạo cái phòng khác ở tớ mới cậu nhé. Ừ, okay nhá. Mày. Cậu tạo đi. Giờ tí nhá. Ok nhá. Ra đi ạ. Ok. Là ta đây, đợi thôi. Ok nhá. Ok.
Bình thường có mic thì tôi ít nói ấy. Thứ nhất ấy, nói xong người ta cần hỏi tuổi các kiểu, xong người ta mẹ toàn nói tôi lớn hơn kiểu tuổi tôi ấy. Kiểu rất 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 hay rất ảo. Bình thường mà cậu. Như cậu tôi đoán là tôi bao nhiêu tuổi? Cậu á? 202. Tôi 2k8. Hả? Tôi 2k8. Ui. Thì tôi lớn hơn cậu 10 tuổi á. Ừ. Tôi 98. Hồi xin vẫn đang ở ngoài bên mình. Hồi xin đang tạo phòng thì phải. Đợi thôi. Cậu chơi game nào lâu chưa? Nhìn cấp độ tôi là biết nào. Ủa, nhìn bộ cậu chắc vậy. Thực ra, hiện đây là cái ảo mới tôi mới tạo thôi. Nhưng mà ảo khoảng từ 10 tháng trước, khoảng 2-3 tháng trước. Ở cái sắp ảo đây. Sao cậu? Hay thế vậy cậu đây. Gọi cho tạo phòng. Nó không hiện lên. Thế sao lại thế? Đợi tôi chút để ra tạo phòng cho. Cảm ơn cậu xin, cậu xin mời cậu ra mình vô nhá. Đây. Mời ra bên được. Hả? Tại vì tôi vào cái phần, tôi vào cái phần bạn bè của tôi. Không có ra ven. Để tôi kết bạn với cậu. Để bạn xem thử. Kết bạn rồi mà. À, kết bạn rồi. Tôi ra vào tạo phòng này. Phòng tôi. Tôi quên biết khá nhiều người trong này nên là có thể phòng tôi sẽ khá nhiều người vô. Ừ. Đây này. Nó bảo. Nó bảo là các cậu ọp 9 với lại 9 phút trước rồi. Ồ, cậu là cậu ọp trước 9 phút trước nên là tôi không mời được. Các bạn. À, đây này. À, nghĩa là cậu phải ông phòng thì tớ mới mời chứ. Ừ, đúng rồi. Thiệt, ông ra bên kia kêu đứng ở đây được. Anh cứ cậu mời tớ đi, tạo phòng okay, mời tớ đi. Tớ ra tạo phòng. Ok. Chào cậu nha. Chào cậu. Hello. Nha. Chào cậu. Chào cậu nha. Ồ. Đợi tôi chút. Ồ, bé bạn. Hello. À, ra bên ông đi đâu á? Ở trong phòng thì phải. Chị đi mời. Ra nè, bạn ấy mời tới đây. Đấy. Ừ,
cô ấy đang ở trong vòng tròn nên tôi không thể mời được. Hello. Đi nhá. Vào đây mẹ, vào đây tôi lỡ nhấn nhầm rồi, cái nút phát mẹ ao luôn. Yên nào. Từ giờ nhá. Cái này là của Yên. Cho tớ một trà đạo. Có món gì không? Nha. Thật cốc là sinh tố, sinh tố bí ngô, thêm tí dưa leo à? Uống thế cho nó lành mạnh. Chưa, tôi đã lấy chưa đấy. Dạ. Ôi, giọng của Sim này mà hát người sao ta? Chắc hay lắm. Hả? Giọng cậu mà hát người chắc hay lắm. Không có đâu, tớ dở. Không, nghe giọng cậu hay rồi. Hát chắc hay lắm. Ờ, nè bị ngu rồi. Ê, cậu hát cho hai tôi một bài đi. Có ai đâu? Biết hát, tôi nói thật. Không, cậu hát trước đi. Tôi đã ngạc. Tôi kể tôi biết hát nhưng tôi không hát. Nhưng mà tớ không được. Tớ không biết à, trước mẹ. Trước mẹ hát, bao nhiêu người tụi tôi hát, nhá. Kiểu mất tự tin cái gì nữa. Xong rồi sao bỏ hát luôn. Ok. Sao tự ti ta? Tớ đang có mấy bạn ở ngoài mail. Là mấy bạn đấy không bạn? Alex lấy cho tớ một cách. À, đây là phòng nha. Phòng gì? Phòng nha. À, cho tớ một cách bà xỉu cũng được. Mình trà đạo cũng được. Tầm phải tối cơ mở cái phòng là đúng đấy. Kiểu tầm đêm hoặc là tầm 2 giờ sáng ấy. Ừ, mùa đông. Cậu thức muộn đấy. Không, tôi cậu ngủ tại lúc đúng hoặc sáng, hoặc 3 giờ sáng. Xin. Cậu biết tôi hoạt động ở trong này bao nhiêu giờ rồi không? Sao? Từ 7 giờ tối hôm qua tới giờ. Cơ. Cậu hoạt động nhiều ấy. Hả? Cơ hơn nha. Ồ. Ồ. Tại vì tôi vừa chơi, tôi vừa làm việc á. Mọi người bị kẹt topic phòng của tôi. Ờ, tớ không nghĩ là các cậu lên thức nhiều rồi này. Con game cá nhiều đâu. Tại vì tôi nhiều việc quá. Tôi làm cho xong hết tuần này kìa. Nhiều người cậu lên thức. Tôi nhận cái thuê nên tôi thức thêm nhiều. Ờ, đúng là tôi không định bật mic đâu. Tôi chỉ định nhắn tin thôi. Tại vì tôi đã đăng lên cái lưu tư ấy. Tôi lừa bỏ ra. Thường dòng tôi cãi nó. Bây giờ bỏ tôi. Giờ kể tôi không để bật mic đâu. Tôi kiểu chỉ để áp cao ấy. Hello chị nha. Xong rồi mọi người gọi tôi mẹ tự kỳ. Gọi tôi tự kỳ nhiều quá tôi phải lên tiếng. Kìa sao giật thế nhỉ? Đúng. Tôi vừa phòng thấy cầm ra mình mà ít nói thôi. Ok. Thấy cậu đi qua đi lại đứng nghỉ chỗ thôi. Chờ muốn gì không? Mọi người có để ý cái topic mình phòng không xanh không? Ờ, thế để tôi lấy cho cậu. Tôi đề phòng. À, trời lạnh, cậu muốn uống một cốc trà gừng không? Không thì... Một không, thì trà gừng cay á. Ờ, cay á. Tôi không nghĩ là tôi sẽ bỏ trà gừng đâu. Rồi, tôi đi chơi tí nhá. Tôi hỏi tôi đi chơi tí nhá. Ok. Cậu thử uống một trà xanh, full topping. Ờ. Có xin thô đen không? Có. Có chút cho cậu. Có trần trào trắng không? Có luôn. Ờ. Ô, nhưng mà người thêm tiền nhỉ? Có. Tớ sẽ không cho cậu thêm tiền đâu. Tại vì tớ sẽ giảm giá cho con gái nhá. Được chưa?
Đảm bảo 99% nha. Không có đâu bạn ơi. Kìa. Ít đá thôi. Ít đá thôi. Bỏ đường bao nhiêu phần trăm? Trời lạnh lắm. Trời lạnh lắm, cậu cho nhiều đá người ta sẽ bị viêm họng đấy. Tớ Sài Gòn. Trời lạnh quá. Tớ sợ còn bị viêm họng lắm. Chỗ mà cậu lạnh là chỗ tôi nóng lắm. Nếu mà lạnh quá thì tớ sẽ cho cậu mượn bàn tay của tớ. Tớ thức ôm vào lòng cơ. Đó, tớ cấm nhá. Cậu uống đi không? Cậu ngồi đây. Tớ ta được sao? Ông kia ở đâu mà nóng ấy? Ơ, cho ly đi nhờ. Ờ, cậu uống nóng. Gì? Còn nóng à? Nóng chứ. Cậu uống gì cơ? Cậu sinh tố không nhờ? Chỉ có ngập lụt. Ồ, hay đâu, chị cậu vào trong nhà tớ nhá. Đừng đừng vào trong bán tớ. Ôi, có sinh tố, có sinh tố không nhỉ? Có rồi. Có ạ. Ồ, cho một sinh tố, sinh tố táo, ít đường rồi nha. Táo rồi, ít đường anh ơi, đợi chút. Ít đường à? Thế tớ bỏ sữa đặc vào nhá. Có muốn. Thôi thôi, đừng có ngọt quá là được. Táo gần chín rồi, đợi chút nha. Cho cậu, nếu mà cho cậu lạnh vào, tớ sẽ cho cậu một bàn tay của để sửa ấm trái tim cậu đi chưa? Cũng như vậy. Từ từ nhá, cậu có muốn uống cái gì không? Cho tớ. À, từ từ. À, hajimemashite. Sore wa chute kudasai. À, ẩu đó ba, ẩu đó ba. Kola wa tachomora. Ừ, tớ bật to tiếng cậu lên nhá, tớ không thể nào nghe được tiếng cậu ạ. Hokage. Hokage. Hello. Hokage. Oh, chào xin tôi nhé. Cậu muốn uống gì ạ? Nihongo desu ka? Trà sữa ạ? Cháu không ta? Cậu muốn uống trà sữa. Cậu muốn uống trà sữa. Bạn mở nó hài tỏi, nó hài đi ăn. Hài lên hơn cả trà sữa. Uống chân trâu đen hay chân trâu trắng? Ơi. Cậu lấy hát một bài cho mấy chị em nghe đi. Ờ, có đấy. Cái gì? Tớ lấy cậu 15. Tớ lấy cậu 15k nhá, cảm ơn. Ông hát một bài cho mấy chị em nghe đi. Thôi, tôi mà hát là cái phòng ao hết á. Không ao đâu, tôi hát nãy trừ mấy chị em nghe hết rồi. Trừ ông mới vô, ông hát tớ, đi. Tớ, tôi không biết hát, không biết hát. Ồ, hình như chúng mình thiếu một bạn nữa, từ từ nhá. Alex bán hàng cho tớ. Ơ, Alex đâu? Đấy. Alex đâu rồi mọi người? Đáng ngờ. Alex ở đây trong hàng đây. Ồ, cái bạn kia dò rồi à? Cái bạn nào? Nhà bạn bán quán à? Ờ không, tớ bán nhà ấy. À, nhầm tớ bán nước. Tớ bán thuốc biển á. Bạn đam mê bán quán. Chết rồi, nãy giờ thầy nói kiểu này chắc là bán đá rồi, bán nhà với nước đâu ra. Đam mê chơi bán... đồ hàng. Tớ bán trái tim của tớ cho cậu ấy, cậu mua không? Kìa, sao lại bán trái tim? Tôi chỉ cần hai quả thật. Bán 1 ngăn thôi chứ. Bán mẹ 4 ngăn chứ chứ. Bán tim. Ôi. Bán tim thì bạn sống bằng gì bạn? Không, tôi chỉ lấy mấy tỷ thôi. Mình bán cho mình lại phải bán đi ra Trung Quốc. Không, mẹ có ác không? Không, tớ chào bạn nửa lít rượu. Bạn muốn uống rượu ạ? Chua một lít rượu. Bạn uống rượu gì? Bạn uống rượu là gì? Sô chua không? Uống sô chua. Ok. Ông này lấy tớ thì cái gì? Ông này thì lấy tớ cũng bán cả. Rượu cho ông uống. Và cả cái bạn nhân viên đang ngồi cạnh tớ cũng bán ạ. Các cậu. Ok. Đây của cậu nè. Nhìn tôi hôn. Ochi có muốn mua cái gì không ạ? Cái gì? Cậu có muốn ăn mì. Cậu hát một bài cho chị em nghe đi. Ochi vẫn nhóc nhép mới trà sữa chưa xong. Đấy, hát một bài cho chị em nghe. Bài gì cũng được á? Ừ. Ok nhá, nghe nhá. Ok nhá. Ok, từ từ. Ok, ok. Đây, lấy điện thoại mở nhạc á. Ok. Các thằng xấu kìa. Ôi, 4, 5, 7 người mà nhỉ? Ở dưới tìm mấy người kia nhá. Hello, chào cậu nha. Sao cậu đi nào vào trong bếp của tớ vậy? Trong đây không có thuốc phiện đâu ạ. Đây. Ok, cậu.
Ôi kìa, mấy chị em đâu rồi? Ờ, có mũ gì không? Cậu ra ghế ngồi ấy, tớ sẽ lấy cho. Có mũ gì ạ? Cậu ra ghế ngồi này. Ô, thế hai đứa nữa đâu? Hai đứa nữa đang chim chuột với nhau ở đâu? Có mũ gì ạ? Có mũ gì, cậu lấy cho. Thế thế nào? Có mũ gì, ok nhá. Thôi ê cả ơi nó nghe nữa để mình làm nốt bài mình đã hát dở mà hát có được một nửa à chưa được một tí mới hát được mấy câu bạn đã bảo thôi thôi ừ đúng rồi thôi bạn im mẹ bố ngơ nữa được stream em tôi nghe một bài bạn lên bạn đòi chứ không có mình muốn hát lắm à đấy là để tao đá nó ra mày đòi hát đá mày ra bắt mình hát đi bạn tưởng mình muốn hát lắm à. Có một bạn sợ hát lắm, hát mình ngại lắm ấy hát chứ. Hát thì dở lên cứ đòi người ta hát. Tôi đá mà cả hai đứa ra khỏi phòng rồi. Đòi người ta. Bạn đang ở trong quán của mình này nhưng mà mình không biết cách được bạn. À, mình không được với khách nhưng mà mình không biết làm sao để cho bạn đi ra cả. Bạn có thể ra cái ngồi nhạc quá vậy. Các bạn Alex này nữa cứ hay có bán hàng nhá. Ờ chào các bạn Đô nhá. Chào các bạn Đô. Các bạn thích bài nào? Chào bạn. Bạn uống gì không? Bạn bài thông tin nhất mà lúc nãy đây bạn có nghe bạn có chịu nghe đâu? Tôi có chịu nghe giờ cho bạn bên kia bạn chịu nghe. Nói gì đó thì tôi đưa vào trong này. Phòng ngủ ở đâu xin? Tôi phải tăng. Biết em đang có nghe ở cạnh bên ở. Đấy hát bài đấy đi bạn. Vào trong này mình cho hát bài cho bạn nghe luôn. Phòng ngủ ở đâu vậy xin? À đây để xin dẫn cậu đi nhá. Ờ phòng ngủ á. Sao lại sao phòng ngủ này. Amen. Bên này. Một là ở chỗ này. Bên này phòng ngủ. Ok. Mình thích vô đây không làm gì. Ai cái phòng ngủ. Đây nhà vệ sinh á. Đây là nhà vệ sinh ạ. Đây. Ở đây tớ có cái ghế ngồi cho cậu ngủ thôi. Phòng ngủ. Còn cậu giường hả? Ngủ con ấy. Thì cậu có thể ra đoạn này. Ở đây có rất nhiều ghế luôn ấy. Đây nè. Vệ sinh một coi hảo thật đấy. Ở đây phòng bay đâu. Ở đây nè. Bạn nào muốn ngủ chim chuột gì đấy, làm cái gì đi vào đấy. Hey. Đi không? Hảo. Hảo lắm. Cái gì nữa? Bạn bảo hướng dẫn bạn ngủ. Cái gì nhờ gọi là hướng dẫn viên đây ngủ mình sợ tớ lắm tớ chỉ hướng dẫn thôi ạ à. Tớ không có thử nghiệm gì đâu à, bạn Alex hát một bài đi ngủ mình sợ lắm Alex đau họng mình hát không được mình cũng bị đau họng mình cố lắm rồi đấy mình thực sự rồi đấy không, mình cũng không muốn hát đâu ông chưa vô bạn hát đi mình chưa được nghe bạn nào đi ngủ ấy bạn nào vừa mặc đi ngủ ấy sao nhá? Vừa rồi ngủ tớ chưa được nghe mà. Này, con ngủ đây. Anh đây. Ô kìa. Tớ ở ra ngoài để tớ ngủ bên này này. Con ngủ bên này. Này. Con ngủ. Ôi, nhảy quá. Nhảy quá giờ. Ý tớ là cậu cái gì này? À, ở đây bây giờ định hạ. Đó. Tớ không có định làm gì cậu đâu. Nghe xong rồi moi nội bán đồ à? Ôi, tớ chưa có máu kinh doanh đến thế. Ủa này bán đồ à? Đồ chủ rồi. Có. Này, dạ. Cậu chiếm quán. Cậu à, chiếm quán tớ. Ờ, tôi là nhân viên mà. Ra kia ngồi. Ý ra, tớ là nhân viên ở đây mà. Đây, là các cậu ngủ đi. Cho à. Tớ. Cho tớ một gáo nước mưa. Nước mưa để đỡ cả mưa đâu. Ê, thế để tớ ra, tớ bảo bạn kia nhổ. Ơ kìa.
Sao lại nhổ quá ăn? Cho cơm ra nước mắt luôn, nước mưa gì? Nước mưa. Nhưng mà hiện tại thì quán tớ chưa có đợt mưa nào cả, tớ chưa hứng được. Thế kiểu quán bạn có những cái nước gì? Nước bọt, cậu uống nước bọt không? Nước chảy. Vậy nếu mà kiểu uống nước bọt của cậu qua mồm cậu thì cũng được. Thôi tớ lại, tớ chị. Cậu thấy là hư đấy. Uống đờm à? Bạn ấy không có nước bọt đâu, bạn chỉ có đờm thôi. Bạn chỉ nhổ ra được mấy cục đờm thôi. Là xin đấy. Cậu lạn hết rồi. Uống đi, cậu uống nhá. Muốn uống một chút bạc. Trời đất sầu. Cho mình một bát cháo hay lưỡi. Hay uống cà phê không? Thích lưỡi gì? Cà lưỡi ra chợ nha. Cà lưỡi ra chợ nha. Ai bỏ đáp lưỡi, cho lưỡi đi. Đi ra ngoài nhanh. Xin ơi. Lưỡi bò nha, lưỡi bò nha. Ai bỏ đáp lưỡi, đi đây. Đi đây. Ai bỏ tới thì ai cần cháo lưỡi, ai cần ai cần cháo lưỡi đây, ai cần cháo lưỡi đi theo tôi, theo tôi này, cái gì đây, đâu ai cần cháo lưỡi, cháo lưỡi vào đây, ô, không phải cái đứa này, cháo lưỡi, có hai ta thôi, tổng khổ, ông tấn kia, ông tấn nó kia. Okay, ông rủ dê mọi người á. Ông Tuấn ông ngáo lắm. Ông rủ dê ấy. À, ra đây nào. Ui, em chơi 2 tô rồi. Ôi, đúng rồi. Xin đâu rồi, xin. Xin đâu rồi. Đâu đâu. Dạ. Hả? Cậu muốn sao uống đây? Gì để tớ làm? Tớ đang phân tích cho cậu ông Tuấn. Ông Tuấn nhá. Ơ kìa. Tớ mất ơi. À, đâu mà uống gì nào. Để tớ lấy nước cho các cậu đã. Cho. Tuấn ra. Cậu uống rượu tình yêu. Kiểu có cái nước gì ai, đặc biệt ai không? Ai muốn uống gì nào, ai muốn uống gì nào, tôi làm cho. Bạn cho mình cái nước gì mà bọn nhà giàu nó hay uống ấy. Bọn con nhà giàu nó hay uống. Hảo. Nước đá gì á bạn? Bạn cho mình cái nước gì mà cái bọn con nhà giàu nó hay uống. Nước đá gì đó? Nước lọc nhá cậu, nước lọc, chúng nó cũng phải uống thôi. Không, những cái gì mà bọn nhà con nhà giàu nó hay uống thì bạn gạch ra, bạn chọn mình cái mấy món gì nó bình dân thôi. Là nước gì? Thế cậu có muốn uống bác sĩ không? Tớ á? Tớ, cậu uống gì cũng được. Uống gì nào? Cho tớ một dĩa thịt chó nhá. Nhưng mà uống gì cũng được á? Mình uống nước khế. Uống gì cũng được. Uầy, nước khế. Mọi người biết tôi nghĩ cái gì không? Cái gì? Trời, dĩa thịt chó với lại chị nhà rượu ở đây. Hả? Bảo đĩa thịt chó ở đây có đậu phộng thôi. Bây giờ tối. Tớ không sát sinh. Đã cái dĩa thịt sinh này. Ăn không bạn. Bạn đi đòi ăn bả chó mà. Bả chó ấy nhiều. Chó hả? Kệ để tớ vào trong kia tớ lấy nhá. Ủa. Nè. Ủa. Tớ chỉ có cái chó ơi, thôi. Ơi. Quá tiếp nặng ngơ kìa. Thế là các cậu muốn đâu? Uống cái gì? Ngồi đâu, ra chỗ đâu, đi. Đâu. Phải uống cái này, tôi bực ghê nữa. Ngồi đâu? Yên một chỗ nào, uống gì nói luôn. Không, đây. không tiếp nặng thơ đâu. Tiếp mỗi xin thôi. À, đi thế. Tốt. Mẹ mày đứng chắn hình tao. Ngứa. Muốn Alex kìa, Alex. Thôi tôi không tiếp làm thơ đâu. Nàng ngơ mày, tao làm thơ đéo đâu. Nàng ngơ. Đâu đi ra. À nàng ngơ hả? Cậu muốn không, gì? Không, tôi tiếp làm ngơ đâu. Ra ngoài. Đéo thích cút. Đi ra ngoài. Nhanh chóng. Đi ra ngoài. Đấy. Cậu láo thế. Ok kìa. Uống gì nãy nhanh. Cứ uống gì. Alo. Mẹ mày thế, thằng kia là nửa lít rượu nó chắc ông phải uống một chục lít nên đéo phải nửa lít mà say. Tao mộng mày muốn uống cái gì mà thế không? Uống cho phí. Ờ, ở lớp ba. Cái đủ má mọi người. Uống gì nói nhanh. Cái này luôn đấy. Mà thằng nửa lít rượu này hơi bị ẩu nha. Thằng nửa lít rượu này ẩu nha. Đây. Uống cái gì?
Được, được. Bán quán. Bán quán nha mọi người, xin đi à. Cái bạn, lúc nào, cái bạn thu liệu âm kìa, bạn ấy mua. Bạn ấy mua quán của xin rồi. Putin vào nói mà chuyện mà lưu lót hắn. Xin đi vào phòng. Chỉ có mấy thằng say mới bảo tí. Nóc ở lô, xong bảo nửa lít. Yep. Nó uống được nửa đâu. À, nó buồn cười quá. Ê, ai lúc nào say đi ở trong lên nói ngớ vẩn. Thế nó mới người ra. Kiểu để góp vui cho quán mình ấy. Thì tôi mời bạn Alex hát một bài cho quán mình nó đông vui. Ô thôi, hát đi bạn. Đuổi khách đấy. Thế á, thế thì tôi nhầm. Tính đâu là tinh thần tập thể hay sao? Đuổi khách đấy. Tôi mời bạn bé Moon. Bé Moon Cute 2014. Ơ, đây. Đường vào con tim. Đây, xin đúng gì. Đó rồi nhỉ. Ồ, tôi muốn một cái 214 mà. 214. Nước gì? Qua đây. Vô phòng. Đi cậu ạ, vô phòng. Đó nha. Phòng dưới. Ok á. Hôm nào, cậu muốn gì? Không, giải quyết công việc. Ê, thuê phòng không trả tiền nhá. Thuê phòng này trả tiền cho xin đấy. Cậu đi ra đi. Chúc cơ tôi hưu trả kìa. Ờ. Chó. Ồ, cao tay nửa lít rượu. Đấy. Mấy nó bỏ quá một cái, chúng mày vào đập hết đồ như người ta. Ủa, chỗ này có xong bài đúng không? Mình chơi bài không? Tao mới chơi. Không biết chơi. Hả? Ờ, tiếp. Tao mới chơi đâu. Ông chơi tài xỉu không? Ông chơi tài xỉu không? Tài xỉu nó đéo đi. Nhưng mà nha, ví dụ như kiểu mày cầm chơi sao? Ờ, chơi kiểu gì đây? Đơn giản đi. Ừ, tao đi có chơi. Nửa lít rượu. Cũng đâu biết chơi đâu. Kìa, ông đủ. Okay. Ừ, đi vào. Để vào là mẹ đi. Đi ra mẹ đi. Ờ, với mấy người ra chứ. Bố ơi, thằng dở hơi. Không biết chơi rồi, bố vô. Chịu chú mày. Thế bánh mùng cô ta 2K14 uống gì? 2K14 nhưng 14 cái đầu. 2K14. Cháu ơi, uống gì cháu ơi? Cháu nhanh. Chưa trừ lớn hơn một con giáp luôn. Một con giáp. Mày hát bài đi mày. Mày mai ấy. Hát bài đi. Mày thế nào? Đây này, bé Moon Cute 2014 này. Moon ông đọc chữ mày. Moon. Ừ, mẹ thằng này một chữ rồi. Không. Bạn này quen trước mà, bạn ý tên là Mây mà. Nào, quán tớ, đô đi ra. Ừ, ông đô ông đi ra mẹ đi. Ừ, tên khách cũng đọc sai. Mẹ vừa bảo bán quán xong. Yo. Ơ, các ngôn nước mà hành nè. Ngôn nướng mỡ hành. Ngôn nướng mà. Ông ơi. Có bạn chỉ có ông tới nè. Đây. Ừ. Đây. Bạn chỉ tớ có ông ngồi vào ghế giúp tớ. Ngôn nướng mỡ hành. Ờ. Đi xong nào. Tớ biết là cậu sao rồi. Cậu ngồi ghế giúp tớ phải nào. Bạn chỉ có ông đúng không? Mẹ. Ngôn nướng được đống chắc. Ok, lửa lít liệu à? Ừ, lửa lít. Thảo nó rồi, vô. À quên, xin. Hả? Ở kìa, Alex đi ra đi, ở kìa. Để đuổi Alex. Dụ đúng không? Dụ cái người ta đúng không? Quái, nó kìa, ở kìa. Ok. Dụ gái người ta đúng không? Để tôi nói chuyện với em với xin đi. Để tôi nói chuyện với xin đi, mọi người ra ngoài đi. Tôi để tôi nói chuyện với xin xíu nào. Để tôi tin rồi mà.
Tớ không biết cái avatar tớ tớ nên bảo như thế nào đâu. Cẩn thận chơi thôi đi mày mẹ. Tớ không biết đâu. Kìa, nấu gì nấu đi. Yeah. Trời mày nhắc thế. Y là on bằng điện thoại đấy. Cháu ơi, cháu. À. Cháu ơi. Đang đi làm, đang đi làm, đang đi làm. Tớ ra. Mời ngồi đây giúp tớ nào. Ờ, tớ chào bé môn 2K4 nha. 2K14 à? Cháu ơi. Mất màu á. Thằng cái gì đâu rồi. Hả? Nào. Ô, từ từ từ. Hello Mận, hello Ochi, hello Xin, hello bé môn. Hello mọi người. Mọi người uống gì nhỉ? Tớ hỏi là bạn nào uống gì? Đưa bạn đi ra ngồi đi bạn. Bạn nào muốn uống bạn gì? Bạn ở trong đấy bạn đập hết mẹ cốc của nhà ta. Các cậu muốn uống gì? Alex vào đi phụ nè. Tôi có phải như bạn Alex đâu. Này. Bạn cứ suy bụng ra ra bụng người. Thế Alex. Trong kia đâu rồi? Các cậu đứng ngoài đi hả? Cậu muốn uống gì nào? Đi đi đi. Ôi ôi, mình giữ này. Trà sữa. Trà sữa không được nữa. Đỡ béo. Đi nào. Đi ra khỏi quán tớ. Đi ra kìa. Hello. Cậu ngồi ghế giúp tớ nhá. Trước đây mình cũng có một người bé tên rất. Mai ơi, Mai. Nhưng mà Mặn ơi. Cậu muốn uống gì nào? Cho một ly trà đào đây. Bây giờ, cậu muốn uống. Thấy đào rồi. À, bây giờ cậu muốn uống nước thì thấy phải rồi. Chứ. Cho... Còn trà không mấy. Bây giờ cậu. Lấy chanh đi. Tôi dám lấy nước. Hãy chăn lên nơi. Quán đéo thì cái gì cũng hết mày, nhập hàng đi mày. Đập mẹ quán đi. Ừ. Cho tôi bị tao 2 trứng đi. Còn 2 trứng. Tao gọi đô thị xuống dẹp mẹ quán rồi. Đúng rồi. Ok. Tớ làm cho cộng có trà nào đi đi ta. Ta ghế ngồi. Cho một ly trà đá không lấy đá bạn ơi. Ok. Từ đấy không lấy đá. Trà đá không lấy đá mà không kêu hết đá nữa là sao trời. Hãy ly anh ơi. Ok. Trời ơi, giữ ly đi. Ôi, không có lấy đá rồi. Ok. Để tôi đi mấy đá nhá. Cậu chơi đá gì? Thế là đổ ra tay mình hứng mày ơi. Đổ ra tay để mình hấp được. Đá mình có bình. Đá gì bạn? Ông cần chuyền không? Cứ chuyền qua cho. Rồi, mọi người uống cái xin này. Có dừng đá, nằm đá để mình làm cái gì? Mình đập ra, mình đập ra xong mình hít đi. Ông thích chuyền bằng môi không? Chị một món ăn gì không? Cà rán chả hạn. Thôi bạn, ăn bạn. Được rồi, hôm nay mình nghỉ uống rồi bạn. Xin ơi. Dạ. Bưng nước. Bưng nước bình thường, nước bình thường. Chị bằng món nha. Để tiếp nhận được cái sóng não này. Đi. Ờ, ăn tớ hết. Ờ, bạn nào uống nước nào không? Bạn tớ còn uống nước nào không? Mấy bạn bạn chơi vũ khí hả? Ê, uống cái gì? Ê. Cậu uống cái gì nói nhanh. Thùng bia nhá. Còn nếu thì ba nhân viên lận đông ấy. Cả ờ, uống trà đào không? Cả hai nhân viên một bảo vệ. Cả nửa ít rượu ơi. Ê. Ok, đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Rượu có pha nước không bạn ơi? À không nhá, kiểu... Yeah, ăn vặt à? Quán hỏi cái đéo gì cũng không. Thế gọi đô thị xuống dẹp mẹ quán. Ê, bạn nhậu chay hay bạn nhậu gì đấy? Đấy rồi, bỏ biết gì. Bạn nhậu chay à? Mẹ mẹ bán đủ món kiểu đéo gì mà. Tớ bán hỏi cái quán đéo gì cũng không có. Tôi đi tớ đúng rồi chặt thành hai người nhưng mà nữa để cho mỏi mà sao lại uống nước
Dạ. Ôi, xin nghe này. Ủa anh em. Cho một đậu xanh rau má bạn ơi. Thấy rau má bạn ơi. Đậu xanh rồi. Yeah. Cái đéo thì cũng hết. Cái đá mẹ nhân viên. Rau má chưa, chưa mọc. Mới trồng. Rau má chứ không phải lông mách đéo đâu, chưa mọc. Mới trồng, mới trồng. Còn nước lọc. Tại vì đây là đồ nhà làm. Chứ không mua ngồi chợ. Đậu xanh rau má. Đậu xanh nhá. Cứ tớ hay rau má rồi. Cho xin mời em người yêu đi. Có cái chút cỏ mẹ tớ tớ đứa nào đòi hỏi đấy. Đứa nào đòi hỏi đá mẹ khác đi. Đợi tôi chút tôi kêu người yêu vô ôm ông cho. Thôi ờ. Bà đã. Ủa ông kia chạy đâu ta? Tớ nhá. Không, tôi mua cơ tôi không vay. Tuấn ơi, Tuấn ơi. Tuấn. Cái giọng ông định này nghe quen đấy nhỉ? Điệp mẹ đau đít thế nhỉ? Ông là bắt đi báo đúng không? Tụi tụi đúng không? Đây này, đây ha. 2 triệu nhá. Ông Cam ơi. Xin đại nhỉ. Ông Cam. Ok rồi. Ok rồi. Ông này đồ ôm ông này. Cái gì? Ok rồi. Cái kìa. Đấy, tôi đã bán một bạn. Tôi. Tôi bán một bạn có người yêu. Ông đời người yêu đúng không? Mua đây, người yêu đây. Ông một Cam đây. Phật. Đâu đâu đang nghĩ tôi đâu. Đây ông Tăng nè. Đây đây đây. Đây tôi nè. Sao? Đây đây tôi nhớ chỗ trên nước đâu. Người yêu này, người yêu này. Không người yêu đâu. Ủa là sao? Đây đây. Bạn nào muốn mua thì cứ gọi tôi nha. Ok. Yeah. Alo. Cái môn hệ là thủ tướng. Ờ, biết bạn nào khá bang ấy. Đề lờ sao ấy. Ủa sao đông dữ vậy? Quán cái đéo gì luôn hết. Còn vang không? Còn vang. Thầy chú ơi. Cho một phòng nghỉ ngơi thầy chú. Đây, đây. Cái gì chú? Đây. Cho một phòng đi. Có phòng viết tranh luôn rồi. Thoáng mát. Cao ráo. Qua đây. Qua đây. Phóng mát cao đó, nhiều phòng nữa. Ok. Và đó. Đi biệt. Có tôi này, có tôi. Có này, có ông DN này. Đấy, tôi cũng không mua. Ok kìa. Má. Cho tôi có phải cho buôn người đâu. Đúng rồi đấy. Tôi bảo bán, bạn có thì bạn bán, không có thì thôi. Ai bắt bạn đâu, đúng không? Thế thì Alex nhá. Ông mua gì? Alex nhá, Alex. Không. Ừ. Thế giờ chị ở chỗ tôi hết rồi, đô, em phải cậu nhé. Chỗ tôi hết rồi, để tôi ra tôi còn kéo nhân viên lại nhé. Ê, nửa nít nữa, cậu ngồi vào đây được không? Cậu cứ đi lại tôi hay trong mặt kìa. Ok, hello mận nhá, hello mận. Đấy, tắm lại đi. Ờ, đây nữa của các cậu đây. Tấm anh trà đá tạm cho các cậu giải khát nhá. Mẹ tí nó khát thì kịp. Cậu không quan tâm. Hello Ochia. Hello bất cần, hello một câu. Chúng mình có thể ra nói chuyện nhau được không ạ? Chúng mình ra ngoài kia nói chuyện nhá. Bạn đéo trao lại tôi à? Các cậu muốn uống gì không ạ? Hello Tân nhá. Chào là tôi. Chào một. Đi cậu mẹ quen tí. Một tí xin lỗi nhưng mà nãy giờ tính ra kiểu tớ chỉ mà để ý ông thôi. Ai mà hello tôi đi nhỉ? À, nhiều người quên nói chuyện không nghe gì hết. Tên bị gọi gì đó. Không sống mặt gì. Alex ngồi tiếp khách đi nhá, để tớ đi thuê trọ. Tớ thuê nhà cho các bạn ấy. Ok. Bố cậu. Các bạn muốn thuê. Không, cậu muốn tớ là gì cũng được. Bồ câu. Kèo ơi. Mày là chó. Hey. Hồn có cập nhật đã chưa? Thế cậu
Okay. Bấm đi coi. Linh hôm qua đi chăn và linh đi chăn rau đúng không? Ai? Đô. Chỗ này nhân viên mà nói đô không đi nhà đô nè. Thiệt không? Không ý tứ gì hết. Con gái ngồi trước mặt nè. Đô hơi bướng ấy. Nàng ơi. Đang định bỏ diễn. Nàng ơi. Anh kêu đây. Ơi. Uống gì không cậu? Không, mẹ tôi uống một cốc trà sữa full topping. Có tiền đeo luôn đấy. Hết tiền rồi. Tớ tặng. Cậu tặng à? Ôi, cái món gì đắt nhất cái cửa hàng của cậu đưa hết ra đi. Ok nhá. Còn nước lọc rồi, bao tỷ ấy. Mẹ, sao còn mỗi nước lọc mày, con béo nghèo ấy, dẹp mẹ quá. Để mày có... đã quán đồ nhà làm, chưa mọc xong. Nếu quán nhà làm là đồ một ly hết mẹ rồi. Đóng mẹ đây, quán. Để tôi. Tao đi tước giấy phép rồi. Cậu có thể uống bia hay là uống rượu hay là uống nước ngọt nhỉ? Quê. Đây nha, tôi tặng bạn quả bóng nha. Đấy. Quả bóng hi hi. Ok chưa? Alex. Gái ngoan không dự bia. Ủa, xin đâu rồi? Vậy nước lọc dưới này. Hả? Đi chúng bị phòng nước lọc thằng ngon, nước lọc vị trà sữa. Ủa kìa, má thằng nào, thằng nào tắt nó xin vào phòng. Ông chạy đâu cái... Trà... Chém đường. Nó luôn. Trà sữa có đường, trà sữa không, có trà sữa có đường. Đấy, Alex quả đấy nhờ, giới thiệu phòng cho mấy bạn đấy. Thôi, chi uống một cái khác đi, kiểu bạn béo rồi đấy. Uống trà sữa béo lắm. Hồi nãy là tôi chiêu một tí. Cậu quấy tớ order một ly Naruto đá say nhá. Naruto đá say là kéo gì? Naruto đá say. Trời hay ơi. Sao nữa quá. Batman đá say được. Tuấn ơi. Alex, cậu có thể cho tớ một cốc nước ấm không? Ở đây không cho, ở đây bán thôi bạn ạ. Không cho nha. Cho đi. Nhưng mà tớ là chủ quán bạn ơi. Ok bạn. Làm tớ một xin đá sai đi. Dạ, xin đá mà em nhân viên đây. Láo ấy. Đô không phải nhân viên của tớ nhá. Nếu mà cậu có thể nôi cậu ấy ra đánh. Đá sai là nước gì Linh ạ? Sơn. Đô không phải là nhân viên bọn tớ nha, đi ra đi ra đánh. Nhìn béo quá. Nhìn tôi lịch sự như này, kiểu không phải nhân viên. Mặc cả kiểu mét. Không phải nhân viên bọn tớ đâu nha. Nhìn giống đa cấp thì ai đây? Nhìn ông mang đồ nhũ vàng á. Ê. Đa bờ bạc. Đâu không phải nhân viên đâu. Đấy. Đấy, có nhân viên nào đánh giấm cho giờ không? Mẹ chú nương nhá. Ơi. Anh Tuấn ơi. Địt. Thôi. Ai rồi gọi ở đây? Đây là anh Đô ơi. Tuấn này. Ôi. Xin đây. Linh là bác hay bảo không? Mẹ mới quen. Hả? Ai con? Linh ơi, thằng là bác hay béo đúng không? Không. Không phải tớ. Nào mẹ. Không phải ngậu hẻn. Không phải tớ. Nhỏ, phải cậu mình đấm mẹ nhưng mà ủa nhưng mà giọng thứ khác mà bạn nó kêu bạn cười tê nhỉ hai quỷ kéo nếu biết rượu thì bỏ này nào đi anh bố cậu ơi anh bố cậu ơi vì vậy ghê tao mới làm chủ phòng là tao đá mẹ lên nha khỏi phòng rồi lên ơi đây tôi cho ok không được nè ơi tôi cho cái đó lên. Được. Ơi, ai sao ai? Mẹ thế. Đỡ năng lên ngoài. Làm gì cậu làm đi. Rồi ít thôi không tao chém ấy Linh ơi. Cái gì ai? Chụp vào. Chết quá. Ai gọi tao đây? Lên video gì chưa? Bị chết quá. Cái gì? Đứa thì cục sốc voi, đứa thì nhẹ nhàng boy đem ra. Tao không chặt cái đứa nào gọi tao. Chị không kích đâu, chị đàn hoàng lắm. Nàng ơi. Ủa chị nhẹ. Nàng ơi.
Tao có cầm chủ phòng đâu mà kích. Tôi mới kêu cậu chủ phòng á. Đúng rồi, kêu xin lại đây, xin đá vậy ra. Bạn đâu không? Ô, cậu cầm chủ phòng quá nàng ngơ. Ủa, thật hả? Ôi, ôi chị ơi. Thôi xong. Ai, ô chị này, ô chị này, ô chị này. Ôi, sao ai? Nhớ ô chị quá. Má hạn quỷ. Ừ, ta đem nha cậu. Okay. Cậu bắt mẹ đi cũng được nữa. Đủ quá nghe giọng cậu mắc ói rồi, mắc ỉ luôn á. Thế á? Rồi, xin lỗi. Nhỏ, xin hỏi làm gì? Ở kìa. Hỏi được không? Bữa hôm nay vậy gì vậy? Trong phòng ấy. Ông Tấn chắc đi đâu rồi? Ừ? Ai chứ? Súng. Đúng hả? Tốn trong phòng này. Xin đâu? Như vậy. Như vậy nói chuyện với chú. Thì phải nói chuyện gắt của phòng làm gì? Cái thằng này. Đập khóa lại rồi. Bỏ cửa đi. Kìa. Bỏ cửa ơi. Không qua đường. Bỏ cửa đi không? Không, không gọt. Cửa được luôn. Cái đường này. Làm gì trong đó? Cái này đó. Ông làm gì đúng không? Kìa. Ông dụ gái nhà lành đúng không? Không, các cậu nha. Không. Đó kìa, tôi nghe, làm nghe gì biết dụ ai. Không, tôi biết dụ ai cháy. Tôi giới thiệu phòng cho bạn đấy mà. Tôi đang kinh doanh mà. Xin xin đừng giới thiệu phòng, phòng mà. Thì đâu một đứa này cũng nên tính mới giới thiệu được chứ. Bây giờ cậu muốn thế nào? Bây giờ tôi có nhiều cái riêng tư thì tôi phải kiểu đấy thế đấy. Thì Tấn nha. Ok. Ê, hai ông bà này. Hai ông bà này ở trong nhà vệ sinh hơi lâu nha, làm gì đấy? Mình nhà là tôi chung nha. Hai ông bà này lâu lắm luôn á. Bị chi rồi ạ? Thôi. Bị chi đi đâu? Tôi xem ở đây nhà vệ sinh nam hay nữ. Hết nước rồi, không xả nước được. Em có giấy ở đây này. Alex, sửa ống nước đi, hết nước rồi. Để nước được, vô sữa đi. Vô phun nước miếng rồi cao. Thôi nào, các cậu không dây nữa, đi ra ngoài. Rồi, để cho hai bạn này riêng tư tí, đi ra ngoài. Hai ông. Má cái ông. Tuấn này đi ra ngoài. Hai người ta đi vào ờ, đây là quản quán tối. Gọi là Ochi, Ochi baby. Tôi đang gặp bạn lên trên đây nào. Trên này có tình yêu này, trên này có tình yêu này mọi người. Ôi, đúng rồi, nói mẹ đi gọi nhiều quá. Tao khóa mẹ em bỏ rồi. Mọi người, trên này có tình yêu này. Ở đây bạn nào muốn làm ca sĩ không? Đó. Cái gì đây? Kìa. Có ai đi nhận hỏi? Có ai lại đi nhận hỏi ở nhà vệ sinh không chứ? Các cậu kiểu gì ấy, mẹ cứ xin xi thế, đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đâu? Đâu? Alex. Alex nhận hỏi đây. Đây. Ở đây ai muốn làm ca sĩ không? Có chị ơi, có chị ơi. Có. Đây, nhìn lên đây. Có nhìn lên đây, mắt cậu nói lẹ đi. Đâu, hay cái mày làm. Có làm cái gì? Tớ cho thuê 50.000 một buổi nha, ok cảm ơn. 50.000 triệu là nói với ông chị sẽ 50.000 một buổi. Ok, nhưng mà. Alo, rồi, hát đi. Ủa nữa? Tôi xin mời. Ủa? Nghệ sĩ nhân dân Tuấn lấy hát một bài mở bàn. Ok, Tuấn lên đi. Tuấn đâu rồi? Tuấn kìa. Tuấn sẽ hát cho các bạn. Tuấn ơi. Kìa, lấy hát kìa. Tuấn nấp rồi. Biết em đã có người ở cạnh bên. Lấy hát kìa. Nhưng anh vẫn sẽ đến nơi để chờ. Lấy hát. Alex phải làm cái khác chứ, cái này không được. Mình phụ họa, mình là MC. Tuấn hát đi, Tuấn. Tuấn hát không biết hát, không biết hát thật.
có hát bài hát không được sẽ là tấn tả thơ cho mọi người nghe. Sau hát không được là bài thơ ở đâu ra? Đọc thơ của Tuấn thì mời ca sĩ ưu tú nữ đức rượu lên hát một bài. Ủa? Ok, tôi đâu biết hay đâu. Anh đeo con mực. Này á này. Trời. Bù cao. Đi hát đâu? Anh đeo con mực. Tôi xin mời nghệ sĩ. Đồ lô này là thằng bé kia đúng không? Đây tớ cho cậu này, nước ở cậu đấy. Ok, mọi người uống gì tự lấy nhá. Quán tớ mở okay. Cứ vào lấy. Sao chủ quán uống gì lại tự lấy phải vào ra chú? Sao chủ quán? Không, giờ tớ có việc, giờ tớ có việc quan trọng hơn rồi là tớ. Cái việc gì? Mày tớ sẽ bảo mày dẫn trai, mày dẫn trai đi xem phòng tớ. Đúng không? Rồi nó kéo mày vào phòng luôn. Đúng rồi. Đi xem phòng mà khóa cửa nữa. Đúng rồi. Chúc chúc chưa. Nhưng mà bây giờ tôi phải ví dụ như kiểu là tôi phải chỉ những chỗ tương tư chung chích đâu đóng cửa chứ bây giờ ví dụ như kiểu là mấy chai rồi tôi tắm này đấy nó rất là tương tư luôn. Ông nào thay phòng lỡ bạn ấy ông nào ok ông nào ok đây đi ra đây tôi chỉ cho ông kia đứng yên đấy tôi muốn đi mà ngay đấy đây thì hả? Thì ông nào giới thiệu phòng đó? Hả? Tớ ông nghe nào cả. Giới thiệu phòng? Tớ giới thiệu phòng mà. Tớ đâu có thề đâu. Nhưng mà mấy bạn ấy rủ tớ trước mà. Kìa, để tớ cho. Nhắc với cậu đi cho thêm. Hả? Để thề phòng cho tớ. Tớ giới thiệu cho. Ok. Ok, xong rồi hả? Giới thiệu phòng đi đóng cửa gì? Nhanh 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 nhanh. Ý là xem có cách âm không ấy mà. Chào báo thủ nhá. Đấy. Cậu muốn uống nước không? Cái gì? Ông làm gì có vậy? Hả? Ông nhanh như vậy? Làm gì mà nhanh như vậy? Phải lâu thêm xíu nữa chứ. Cười nhờ. Lâu thêm xíu chứ. Nhanh dữ vậy. Tôi đỡ ông Tấn nhá. Ông Tấn đi vô đóng cửa mở liền luôn. Em bé con mực. Ông Tấn đâu đó? Đây 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 đó. Các cậu đang nghĩ cái gì vậy? À cái thằng này đừng nghe lén nhá. Tao phát hiện ở thằng Tuấn đừng nghe lén. Tuấn này chuyên dụng. Là như hát. Này Nữ được. Ông ơi cam. Ôi. Ông ơi. Dạ. Trời ơi, em có bị tim vui sợ nhớ. Hả? Taxi, Linh. Ông dắt nặng người nhá, vô phòng đóng cửa luôn. Ôi, tôi thích nặng người đâu. Thế, ông nặng người đưa dịch. Ê, tôi bảo. Ông. Ê, ông mới xin là gì? Ai? Xin. Xin á? Hả? Facebook hay là sao? Có Facebook của xin không? Tôi không biết đâu, tôi mới quen biết ở đâu trước mà, chơi game chúng. Dạ, yeah. Tôi tưởng là ông là bạn ở kia. Biết, để chút tôi xin cho. Ông tôi cũng xin rồi, nhưng mà kiểu như tìm khó quá, tìm không thấy. Xin Discord với Zalo cũng dễ hơn. Nhưng mà tôi không có xài Zalo. Là anh luôn chứ, không biết là ai luôn. Đó, tôi có xài Discord. Thì mình vô bộ không đứng. Tôi xin Zalo xong. Ê, tôi chưa biết chơi bài. Alex này. Tôi vừa mới bán được, tôi vừa mới kiếm được tiền ở trong cái phòng nhà vệ sinh ấy. Đó, đủ mà đi mua đồ gì, quán nữa bỏ mẹ nhất chân mà mấy nhớ. Hai bạn ấy ở nhà vệ sinh lâu vãi. Tớ phải lấy.
chúng mình có tiền ăn đấy, chúng mình có tiền mua mì và ăn nhỉ. Đấy ơi, chúng mình có tiền mua mì. Ôi, em chị đây. Ở đâu nhà vệ sinh vậy? Đây. Ông nhắc là ngươi vô phòng này nhá. Ông dù là ngươi đi. Đây là ông nhắc là ngươi vô phòng đi. Thử nữa, có cách âm không? Ờ. Này ra, đây là ví dụ ra. Đây là, ông Đức. Ông kìa. Ông ơi. Này, ông đứng nghe nó nghe không? Ông đứng trong đi, ông đứng trong đi. Là ngươi vô, ông đóng cửa ngay chưa? Ừ. Ông đứng trong đi, mở cửa ra. Mở cửa ra. Mở cửa ra, để yên cửa. Được. Ông đứng đi, để đứng chút. Ở đi. Không, cho chú đứng với em đi. Không, không cho chú đứng. Đi. Quay go away. Trong sinh ra đi. Go away. Đến có anh ta đủ. Đâu? 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 Thằng lồng đâu? 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 Đây. Đâu? Đây rồi, đủ má sao? Chúng mày đến ăn hết. Để ngồi đi, cậu uống gì cậu cho tôi lấy thoát. Cậu muốn gì? Tấn ơi! Chị Linh ngồi đi nào. Cậu muốn gì ạ? Chị Linh. Đúng không? Đúng không? Đúng chị Linh ơi. Cái thằng mà cao nhắc là ngơ mít châm trong kia kìa. Chị ơi. Okay. Để tớ lấy sữa cho. Ôi, bỏ sữa nuốt cho anh. Tống ơi, Tống. Chờ đi. Tống ơi. Tống. Tống ơi. Ôi. Cái thằng màu cam chắc là ngươi huyết dâm kìa. Ờ kìa. Đâu? Thằng A lứt đủ má mày mày kêu nó. Đâu? Nó nói rồi. Mày, mày nhốt nó trong này. Đâu? Sao nó không có ra được. Nó chạy rồi. Đủ má mày nhốt nó chi. Mẹ. Mẹ không có tôi là gì rồi. Đi chúng mình đi xong đi. Thằng màu cam chạy rồi. Nó chạy đâu rồi. Tao biết mà. Mày nói gì vậy đúng không? Mày làm đéo mày uống nửa lít đâu. Tao biết mày uống cả hố mà. Ông chịu trách nhiệm đi. Thằng này hồi nãy mới order một ly bờ môi của bà chủ là thấy không ưa rồi. Quay kinh đấy. Chạy dắt cái hỏi đi hiếp dâm nữa. Quay kinh đấy. Trời ơi. Ghê gớm quá gì. Quay kinh quá. Quay kinh tởm. Ủa, nhà vệ sinh mày. Vào nhà vệ sinh nhanh nhanh nhanh. Đi vào nhà vệ sinh nhanh. Nhà vệ sinh. Rồi, vào đây. Vào đây tắm mày vào. Đấu súng. Em mình đi đái chung mà. Lấy rượu ngoài đấu súng. Mày vào đây đấu súng với tao. Vào đây. Hai ông. Đừng ngơ. Thằng ơi. Someone đã đi hát. Thôi. Đây là bạn nhân viên của tớ đấy. Đây, có chữ đây. Ohio. Ohio Pinh Cư. Ô chi ai, cậu bị điên à? Đúng rồi. Hả? Hả? Đấy, có nhà vệ sinh nữa. Cậu có muốn đi nhà vệ sinh không? Đi đây. Đây, nhà vệ sinh này. Luôn có mấy con bò luôn canh gác. Đây, cậu vào đây đi. Hai ba con mực. Trời ơi, các cậu yêu em cực. Đấy. Đây là chỗ chị cực. Không, tớ không yêu cậu đâu.
Yêu hai ba con bò, em ngu như bò. Ok đi, tớ mấy vẻ cậu tầm 100 thôi. Nha. Hey, bò. Bò. Bò ơi. Không biết là bò là con gái con trai đó nhưng mà... Không. Thật mà tôi không. Nào bó nhìn xem đó. Xin mấy. Xin ơi. Xin. Tôi cũng là hát mẹ đi. Xin ơi. Xin. Tôi cũng là hát một bài đi. Ok. What are you doing here? Ôi, uống rượu nhiều. Đúng rồi, tốt. Có cặp đang hẹn hò này, trên này. Đâu. Chớ. lại cái thằng mèo mã ca đồng này. Cái thằng này. Mày dụ hết bà chủ rồi đến mày dụ đến nàng ngơ nữa. Mày không tha ai này. Okay. Mày ăn tạp vậy? ý mày nói tao rác đúng không cháu? Cho xin hỏi. Thằng này ăn tạp thật nhá. Tôi làm gì đâu, tôi đứng chơi không mẹ. Tôi vé thằng một. Đây, lại tao bảo mày này. Nó giới thiệu. Tao bảo này. Trong nhà mày sinh đang còn bé Nga nữa. Đó, mày vào mày dụ bé Nga luôn. Đấy. Từ tao nói mày ngay trước này. Bé Nga có một nhân nữa này, cô Trần đấy. Hả? Mày vô mày đấm cục thằng đô đi đấy. Vô mày này. Đó. Đi. Anh em tao đứng ngồi vô. Ok. Đó, mày đấm đô đi. Tao đó. Không tính sở hữu của Nga không được. Đấm đô đi. Múc nó đi. Nga để tao không tính lo cho. Múc đô đi. Đâu anh em kìa. Kìa. Múc đồ đi. Đó hai tao lo đến này cho. Múc đi. Hình như bọn này yêu nhau hay sao ấy trời ạ. Ok. Ai vậy? Nick. Ai vậy? Ủa ai vậy? Ủa ai vậy? Ai vậy? Quen. Ủa ai? Đừng có kích thích hai người bạn đó là ai nha. Ê, mic to quá. Mic ai? Không á, xong bôi á. Ủa. Từ từ. Không nhá, cậu ngồi vào ghế giúp tớ phát. Ok, đang giảm hết. Uống gì không ơi? Ơi, uống gì không? Đừng làm ồn quá là được nhá. Ai uống gì không nhờ? Không uống đi giờ khác ngay. Ai uống gì không nhờ? Uống đi giờ khác. Ôi, uống thì khác chơi. Biết em đâu. Ai vậy? Mọi người ơi, giảm mic ở đâu vậy? Ai vậy? Giảm mic. Cậu vào cái phần cài đặt đi. Uống gì? Người chơi ấy. Ai vậy? Uống gì? Phần. Phần người chơi. Phần nào? Phần cài đặt ấy. Rồi vào phần người chơi. Đi có cái quần không? Đúng rồi. Không, tôi không thấy giảm được đâu. Phan chết bắp đi. Ok, tôi hỏi ní cái quen, tôi không mà tôi ní ngay chứ ní. Để vào phòng lấy súng. Ủa? Trong phòng này có cái súng. Ní rồi. Sao quay trả tôi vậy? Xin ơi. Xin đúng rồi. Không. Xin súng lấy tôi một cái súng. Bắp ơi. Nghe giọng nhỏ này chưa? Xin xuống lấy cho Tuấn một cây súng nào. Nghe giọng nhỏ này chưa? Xin xuống lấy cho Tuấn một cây súng này, Tuấn bắn thằng bắp. Đâu? Cậu ơi, gì nào? Cậu ơi, 3 cm.
Nó nó đi tỏ tỏ tiền tú tí thằng quần nào rồi đấy. Bu cơ sao? Biển sao cơ? Quay. Quay. Mấy đội nước nha. Quay nhưng mà thằng nữa đến dịu đi đâu rồi nhá. Bạn này mới vào chơi cho nên thoát rồi sao? À đây. Mày biết tin gì chưa? Có thể nói chuyện bình thường không? Qua đây. Có cái thằng kia tán bùa mày kìa. Tên bắp á. Ok. Tên bắp á. Thằng bắp á. America. Yeah. Wow. Hello. Hi. Can you speak with Hi, English? Alex. Hi. Oh. Hi, Tao. What does your name mean? Alex. Bạn này chỗ tiếng Anh đang về nước ngoài tiếng Anh của bạn đi. Wow. Hey. Hey you. What? Cậu chào. Cậu chào xin một cái. Gì ta? Gì thế? Đi. Kiểu này hát bài là nói sao đấy. Hey you, I love you. What? Send bye bye. Hey. I love you. Ma. Oh, I love you too. Yeah. Oh, so good hell. Oh. No. Oh, hi. Thanks. How about you? How about you? Yeah. Đúng rồi. Ơi. How are you? Ủa? Great. Nghe cũng bình thường không? Để gọi lít rượu vô, gọi lít rượu vô cho nó nói chuyện. Đó. No, let me find Tao. Where's Tao? Phải có tí men. Mấy cái người như này là phải có tí men. Phải gặp cái thằng lít rượu á. Cô tí rượu vào. Cô tí rượu vào nói chuyện mới lưu loát được. Rồi. Ui, bên tôi nghe có tàu không? Wow. And Tao, I want to know this guy names mean the meaning in No, bitch. No, what? Why you calling me bitch? Anh em biết nói tiếng Việt không vậy? Không, bạn tàu hủ qua tiếng Anh à? Bạn tàu hủ dịch từ tiếng Việt mà. Không, bạn tôi là tôi là người Trung Quốc. Đi học. À, Trung Quốc. Trung Quốc. Tôi là người Ai Cập. Tàu Amica rồi. Ai da. Yeah. Ai da. Không biết có phải ông nói thật hay không nhá. Tôi xin lỗi nha, nhưng mà tôi biết mỗi tiếng chào tiếng Việt. Ông Ma, I don't understand this guy talking about. What are you guys talking about? The topic. Tao, translate from English, please. Nó nói mày bao cái gì kìa? Kiểu mình cũng biết á. Nó chửi mày hay sao vậy ơi? Mày chửi lại đi. Hi. Okay. Nó đang chửi mày đấy chịu ạ. What? Okay. What are guy talking about? Tao. Cái gì? À, quên. They talking about. Tao. What?
chụp đi tàu hổ ơi, dịch đi, dịch đi. Cái xíu mắc cười quá quên rồi. Mọi người nói về cái gì vậy? Quên mất tiêu rồi. Con bị bên này bị Canada rồi. Toàn có một người nó gọi vào đây cứ như nó khó á. Feel free to talk to me in English. Nora, where you from? Where you from, Nora? I'm from Sweden. Do you guys know where Sweden? Ủa, Sweden là nước gì vậy? Đan Mạch hả? Sweden is from the north of Europe. Không, không, nước không đang mặt mới đen quá tạp lộ tạp hổ tạp hổ tạp lộ đây à what okay what vậy cứ môi chi sao chứ trong môi chi câu đâu đâu smell is the nói dịch ra luôn không? À không. Không tôi cũng không biết tôi đang nói gì nữa thôi. What he saying now? He say hello. Okay. Wow. So that's wow. Hello in Vietnamese. Oh, hello, to my what? I think I heard sentence sometimes. Alex. Mày vào trong kia mày lấy khẩu súng mày, mày vào trong kia mày lấy khẩu súng mày cho tôi, tao bắn. Mày đã nói bình gì á? Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình nào? Chút, ta gần biết tiếng Anh rồi. Do you guys wanna practice speaking English with me. Can you speak English? Gì má? You mới so biết à. Feel free to speak English with me, even if not, even if it's not perfect. Bạn ấy nhờ, bạn ấy rồi. Tẩu ơi. Tẩu. Hả? Tẩu ơi. Đây à, ai kia đây đây? Bạn ông đúng không? Sao không? Bạn ông đúng không? Ai? Này này. Ai? Đúng không? Ai? Đấy. Nora. Nora nè. Đúng không? Không ơi.